Bọn dây nặng lãi gọi hả? Họ bắt chị phải trả tiền kia đâu nè. Chết rồi, không lẽ Ôn Minh tỉnh lại rồi sao? Mà không đúng nha, nếu hắn tỉnh lại rồi chắc chắn bị cảnh sát giám sát mà. Sao mà gọi cho tụi mình được? À, có khi nào bọn dây nặng lãi không chỉ có một mình Ôn Minh mà là một tập đoàn không ta? Hả? Vậy tính sao giờ? Bây giờ quan trọng nhất chính là nghĩ cách coi làm sao trong 3 ngày kiếm đủ tiền để trả. Chị hai nè, chị có kế hoạch gì? Chị đã nói hết mọi chuyện cho chồng chị biết rồi. Ảnh kêu chị đừng có lo lắng, ảnh sẽ có cách. Chị hai, chị thiệt là tốt, có chồng trên ngọt sẽ bùi. Nhưng đột xuất phải kiếm ra mấy ngàn lận, em thiệt không biết tính sao nữa. Hả? Nước tới chân rồi mà em còn chưa nói với chồng em nữa hả? Thì đó, em không muốn nói cho ảnh biết. Em sang lại tiệm này cũng vì muốn ảnh đỡ cực hơn. Và em đâu thể quay ngược lại kêu ảnh giúp em trả số nợ lớn như vậy. Còn nữa nha, nếu bị má chồng em biết, em chết chắc. Má chồng em lật mặt cho coi. Nếu không chịu được nữa, bất quá em sang tiệm này lại cho người ta, trả nợ xong chuyện. Cô ngốc này, em có tính sang tiệm cho người khác cũng đâu thể kiếm được người mua nhanh như vậy được. Em còn mới hàng mới nè, không thì em lập tức bán ra ngoài cầm chừng trước vậy. Chị sợ em bán hết mấy thùng này cũng không đủ tiền đó. Tính sao đây? À, hay vậy đi, em bắt chước với trung tâm thẩm mỹ viện bán sản phẩm dưỡng da các loại. Mua 10 lần giảm 20%, mua 20 lần giảm 30%, mua nhiều thì giảm nhiều, thu hút được nhiều khách hàng. Vậy em có thể gom đủ số tiền trong một lần. Chỉ cần em kiếm đủ 20 khách hàng, em có thể trả được số tiền kỳ đầu rồi. Chị hai, chị giỏi quá. Em thì sướng rồi, khổ nổi chị không rành vụ này. Không phải đâu Hương à, trước đó không phải em đã đóng tiền đi du học ở Úc và phí tá túc cho đại triết sao? Có thể rút lại không, lấy ra ứng trả nợ trước. Phải đó. Đúng rồi, làm sao mà lấy lại được. Hơn nữa khó khăn lắm đại triết mới chịu đi Úc du học. Em sẽ không làm vậy đâu. Hai em đừng có buồn nữa mà. Tóm lại sau này có chuyện gì cứ bàn bạc với chị. Có chuyện gì thì chị em mình cùng nghĩ cách thôi. Chín hết rồi ha. Chà, mua 2 trái giảm 20 đồng. Nhưng mà một mình thì làm sao ăn hết. Chú Hùng tiện với con mua là được mà. Chú La, sao đúng lúc vậy? À phải, đúng lúc mới tan ca, tới mua chút đồ dự trữ thôi. Ha, thì không ngờ con dâu thì không ngờ chị La cũng thích ăn sầu riêng ha. À phải. Nè, chú La, hai người Hùng tiền mua nha. Nè, Hùng tiền mua cũng được. Nhưng mà con mua nhiều như vậy, tay con lại bị thương. Chú sợ con xách không nổi về nhà đó. Nè như vậy đi, dù sao chú cũng rảnh rỗi mà. Thôi chú giúp con xách về nhà. Mà thôi vì người ta thấy chú và con, không chừng sẽ bị nghi ngờ đó. Chú là bảo an của tòa nhà này, giúp đỡ hàng xóm láng giềng là chuyện bình thường thôi. Với lại tay của con đang bị thương. Người bị thương thì đừng có lo lắng quá nhiều ha. Được đó chú La, mình gom lại tính tiền chung đi. Con muốn đổi mấy con dấu đó, con tính đổi cái chảo xịn hơn. Chú đã nói con dâu nhỏ đúng là biết suy nghĩ mà. Chú La, Làm phiền chú giúp con xách nhiều đồ về nhà. Nè chú qua đó ngồi đi. Khách sáo làm cái gì? Bên này nha. Để con dọn dẹp đã. Bình thường đại thụ ngủ trên sofa này hả? Dạ phải. Có gì không ổn hả? Có lần nó bắt cướp ảnh hưởng tới xương sống. Bác sĩ kêu nó phải ngủ loại nệm có độ chống đỡ cao mới được kìa. Vậy hả? Sao không nghe anh nói hả? Vết thương cũ thôi mà. Bây giờ thì không sao nữa đâu. Chú là chú đói hả? Phải. Trong tủ lạnh có thức ăn nguội. Chú không ngại thì con hâm nóng lại. Con với chú cùng ăn. Không có ngại. Đợi con chút nha. Cái thằng khỉ này, ăn xong trái táo nhả hột rồi bỏ như vậy, đúng là thằng khỉ. Chú là sao vậy? Thì mang hột táo đi bỏ thôi. Ê, hột táo này không bỏ được. Con tính là ngâm cho nó lên mầm, sau đó kiếm cái chậu trồng nó đó. Không phải chứ. Con tính lấy mười mấy hột táo này để mà trồng ra cây táo đó hả? Không phải đâu, con tính làm chậu nhỏ thôi à. Nè, con thì tên Apple, thằng khỉ nhà chú tên Đại Thụ. Con nói coi mai mốt trồng được cây táo này rồi thì đúng là ra qua kết quả khai chi tán diệp đó. Chú là, chú nói gì vậy? Con tính trồng chậu cây xanh để ở nhà có chút sinh khí thôi mà. Hồi nãy chú đói bụng mà, để con đi lấy đồ ăn cho chú nha. Qua bên kia. Wow, ngon thiệt đó. Con dâu nhỏ à? Thật không ngờ con biết nấu ăn và lo toan việc nhà nữa. Con trai chú nấu đó. Đại Thụ nấu hả? Ừ. Cái thằng khỉ này, trước đây sau khi nó làm cảnh sát á, bác chưa từng ăn đồ cho nó nấu. Hãy kêu nó nấu á thì nó đòi ra ngoài ăn, đỡ phải rửa chén đó. Cũng mà, tại anh thấy tay của con bị thương nên chịu khó nấu ăn thôi. Bị thương chịu khó nấu ăn thôi hả? Đại Thụ nó sợ nhất chính là ăn hành. Nè con gái à, đây là thịt heo xào hành đó. Chịu khó nấu ăn như vậy. Nè, ăn đi. Con có biết nấu cơm không? Con giặt đồ ủi đồ, quét nhà lau nhà chắc biết chứ. Không phải, từ nhỏ con đã có người giúp việc nên con không cần làm việc nhà. Con nói cũng rất đúng. Bất quá mời người giúp việc thôi. Thằng khỉ đó vừa may mắn vừa có phước, mới quen được con vợ nhỏ có điều kiện tốt như vậy mà. Nè, ăn cơm đi ha. Ăn cơm. Ăn cơm đi. Trời ơi, thơm thiệt. Trời ơi. Trời ơi, sao chú ăn vụng hả? Ôi thơm, vừa mềm vừa mịn nữa. Đúng là tuyệt. Thơm quá. Lâu rồi con không được ngửi mùi thơm như vậy. Tại sao vậy? Tại má con nói á, ăn sầu riêng nhiều miệng có mùi, không có bạn trai đâu, cho nên không cho con ăn. Thật ra chú và con đồng bệnh tương liên mà. Sao vậy? Chú và má của Đại Thụ á, đáng ra rất là thích ăn sầu riêng. Đại Thụ lúc còn nhỏ háo ăn sầu riêng lắm. Từ lúc má nó bỏ đi, hễ thấy sầu riêng là nó khóc sùm lên. Làm sao mà chú dám ăn chứ? Chú nói má của Đại Thụ bỏ nhà đi hả? Hay chuyện của mấy chục năm trước rồi, đừng có nhắc lại nữa. Tóm lại bây giờ chú cháu mình cùng phá bỏ lệnh cấm khởi nghĩa được sầu riêng. Ăn tới cùng luôn nha. Được. Nè. Đây. Đúng là ngon thiệt đó. Thèm quá. Đúng là ngon hết sức luôn. Mặt con nít đúng là mặt con nít. Quá trang cỡ nào cũng là nhóc con thôi. Chớ rồi, nên quá trang cách nào để đi đòi nợ đây? Sao lại như vậy? Trời, coi bộ cô bị dị ứng với da đó nha. Lần sau cô đừng có dùng bừa bãi mấy sản phẩm dưỡng da nữa. Chớ rồi, có để sẹo không? Trời ơi, cô đừng có đụng vào mà. Cô yên tâm đi, dị ứng này nhẹ thôi. Nè, đây, tôi cho cô mấy sản phẩm dưỡng da xài. Sáng tối dùng một lần, mấy chấm đỏ đó sẽ hết nhanh thôi. Sản phẩm dưỡng da này có mắc lắm không chị? Trời ơi, hàng xóm láng giềng không à, coi như tôi tặng cô nha. Nè. Thiệt là ngại quá. Cô đừng có khách sáo với tôi mà. Mấy cái này sản phẩm dùng thử thôi. Nếu cô xài xong thấy công hiệu, mua ủng hộ tôi nha. Cảm ơn chị. Chị Phụng Ni, đó là gì vậy? À, tôi đang tính bán sản phẩm ra bên ngoài, cho nên đang thiết kế tờ đơn để quảng cáo đó mà. Wow, chị Phụng Ni nè, chị có đầu óc kinh doanh quá ha. Thấy chị kiếm nhiều tiền như vậy tôi cũng mừng cho chị đó. Xịt nhiều nước qua như vậy, đại thủ có về chắc cũng không ngửi thấy mùi sầu riêng đâu ha. Trời, sao mà dơ quá vậy? Chà, có cần đống bụi dữ vậy không? Dọn vô đây ở lâu rồi cũng chưa từng quét dọn, hèn chi bụi đống lớp lớp luôn. Ủa, sao còn mùi sầu riêng vậy? À, chết, quên làm sạch mình nữa. Chà, mùi gì ghê dữ vậy? Ai ăn sầu riêng vậy? Làm gì có. Trời ơi, hôi quá à. Thì anh nồng nặc mùi đó. Thôi đừng có giả bộ nha. Cô đừng có nói với tôi là ở chung với nhau lâu vậy rồi cô còn chưa hửi quen mùi của tôi đó. Ý, cái gì vậy? Cái gì? Thơm hay không? Hồi nãy tôi mới lau bồn cầu đó. Sao kỳ vậy? Tôi mới tắm xong á. Xác chết cô cũng thấy qua rồi còn sợ mùi bồn cầu gì chứ. Nè, không được vào trong. Cái gì mà không được vào? À, anh Táo và chị Táo đó hả? Gì đây? Đang vẽ cô và xếp hình sao? Anh mặc kệ tôi đi. Thì mặc kệ. Mà tắm cũng để cho đàn ông nhìn nữa. Nè, bộ kiếp trước chưa bị đàn ông nhìn qua hả? Nè. Nè, để cái gối của cô ở sofa làm gì vậy? Bộ cô tính chiếm luôn cái giường của tôi hay sao? Ba anh nói á, anh từng bị thương ở lưng đó, cho nên tôi cho anh mượn cái gối lót lưng nè. Mắc công bắt anh nằm sofa hoài á, tối tối lại la làng lên thôi. Cái mền của tôi đâu? Cái mền chiếm chỗ quá nên tôi đem vào trọng để buổi tối mới lấy ra lại. Chà, cô đổi tính hả? Thì tôi với nhóm của Hồng đang quen thân rồi, họ sẽ lên nhà mình chơi bất cứ lúc nào. Lỡ bị họ phát hiện anh ngủ ngoài đây á, tôi ngủ trong kia sẽ khiến cho họ nghi ngờ. Nè. Gì đây? Có thấy cái gì lạ ở trong nhà hay không? Có gì lạ? Sạch hơn đó, gọn hơn đó. Cô lau hả? Không sai, chính tay tôi làm đôi, mệt quá. Tự tay cô lau nhà hả? Vậy tức là tay của cô lành rồi hả? Miếng băng tay cũng tháo ra rồi hả? Vậy được rồi, bữa tối này cô nấu nha, tôi phụ trách cô đá banh. Xích ra. Thiếu gia, từ từ coi nha. Làm tới mệt gần chết à, chẳng khe lên câu nữa, đúng là đáng ghét. Chà, đúng là sạch sẽ quá chứ. Tự nhiên nổi cơn si như vậy, không lẽ làm bà nội trợ, làm tới ghiền luôn rồi. Cũng thoải mái ghê. Tôi nghe má tôi nói mới biết ra má anh cho Phụng mượn tiền mua lại thẩm mỹ viện. Thật sự rất cảm ơn anh. À, thật ra chúng tôi là đồng hương với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chuyện nên làm mà. À, bác gái giúp chúng tôi nhiều như vậy, hay là nói cho tôi biết địa chỉ đi. Lần sau tôi về bển đích thân qua cảm ơn bác gái. À, anh có lòng rồi. Nhưng mà má của tôi mới đi Thượng Hải đi thăm người thân, nên tôi cũng không biết chừng nào má tôi mới về. Ờ, vậy sao? Vậy khi nào bác gái về nhớ báo cho tôi biết đó. À, được. À, má chủ à, thật không ngờ má hát hay như vậy nha. Bữa con nghe ở trong cuốn băng đó, con không biết, con tưởng là ca sĩ nhạc kịch nào á. Ca sĩ nhạc kịch gì, nói quá không hà. Hồi xưa chơi cho vui thôi, cũng lâu rồi không có hát. Nếu như mà má Chu tái xuất giang hồ á, fan của má Chu chắc chắn vui lắm. Làm gì có chứ, lâu rồi không hát, giờ hát sợ bị cười đó. Em à, sao cả ngày không thấy em lên tiếng vậy? Em bị bệnh hả? Không có gì. Em đi nhà vệ sinh nha. Sao nãy giờ cô không nghe điện thoại hả? Tại lúc nãy sống không tốt cho nên bị mất nguồn. Cô đã gom đủ tiền chưa vậy? Tôi xin anh đó. Có thể nào trễ thêm vài ngày không? Cho cô trễ thêm mấy ngày cũng không sao, bớt tiền cho cô còn được mà. Nhưng mà cô phải giúp tôi làm một chút việc đó, cô biết không? Wow, Hương à, em làm gì vậy? Sao mặc kiểu này? Chị nói muốn kiếm thêm chút tiền nên mới làm thêm ở nhà hàng rửa chén đó. Rửa chén hả? Rửa chén thì kiếm được bao nhiêu chứ? Vậy thì không phải nha, rửa chén kiếm được nhiều tiền lắm đó. Tiền công còn nhiều hơn tiếp viên nữa. Phải, nói gì thì nói, sao cái tên thu tiền nợ đó lại kêu tụi chị gom tiền đưa cho em vậy? Trời, em cũng không biết nữa. Chị biết là tên đòi nợ chỉ kêu em phải nhanh chóng quảng cáo sản phẩm làm đẹp bằng dừa với biển Bhutan gì đó. Sau đó thì nếu như có người tới ghi danh, em không cần hỏi gì hết, chỉ cần nhận tiền rồi viết hóa đơn cho người ta là được. Cũng kỳ quá nha. Làm đẹp bằng cát biển thì chị có nghe, có làm đẹp bằng dừa nữa hả? Thì bởi vậy, hồi trước á, nghe nói Lương Triệu Dĩ và Gia Linh kết hôn ở Bhutan mà. Rõ ràng TV có nói Bhutan ở trên núi Himalaya mà, làm gì có đáy biển dừa nào chứ. Thì đó, ý, nên tên đòi nợ đó mới nói người tới ghi danh chắc chắn là con nợ. Nhưng mà có chuyện này chị nghĩ hoài cũng không hiểu, sao tên đòi nợ lại chọn em giúp hắn thu nợ ta? Chẳng lẽ hắn thấy thẩm mỹ viện của em dễ qua mắt người ta hơn? Không phải chứ. Thực ra em cũng sợ mấy con nợ tưởng em và bọn trao dây nặng lãi có quan hệ. Tới chừng đó em nhảy xong cũng rửa không sạch. Vậy thì họ có nói làm sao để nhận và thu tiền không? Không có. Tóm lại hắn chỉ kêu em thu tiền lại rồi giữ cho hắn vài ngày, sau đó hắn sẽ gọi điện đến chị em cách giao tiền thôi. Hả? Vậy coi chừng có nguy hiểm đó nha. Hả? Trời ơi, em đừng có hù em ấy mà. Chị nghĩ bọn họ cầu tài thôi, không sao đâu. Nói tóm lại, nếu họ gọi điện cho em một lần nữa, em nhớ báo cho chị liền nha, biết không hả? Anh à. Em hả? Sao tối nay con gái ngủ sớm vậy? Sáng nay trường có tiết thể dục, con bé mệt nên ngủ sớm rồi. Còn anh nói đi ăn cơm với khách mà. Thì đó, đi tới trước cửa ăn, ông khách mới gọi điện thoại nói là có chuyện gấp phải đi trước. Chẳng lẽ anh ngồi lại ăn một mình sao? Vậy được thôi, anh đi tắm đi, em đi hâm nóng canh cho anh uống. Được. Ý, bà xã. Wow, nè, em mới mua cho anh hả? Sexy quá vậy ta. Em xin lỗi. Sao vậy bà xã? Đang lo lắng chuyện nợ nần hả? Em yên tâm đi, hôm nay anh mới hỏi công ty của chúng ta cho ứng nửa tháng lương rồi, chắc là đủ trả nợ kỳ đầu. Còn không được nữa, sắp tới anh rút tiền bảo hiểm ra, lấy số tiền đó trả hết số nợ kia luôn. Anh rút hết tiền bảo hiểm hả? Lỡ có chuyện gì cấp bách thì tính sao đây? Thì công ty mới có bảo hiểm y tế mà mình một lần trả hết số tiền đó, sau này không phải phập phòng lo sợ nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm. Có người che chở cho, cảm thấy hạnh phúc chứ em. Nhưng còn Phụng Ni Tô và em Hương thì không được may mắn như vậy rồi. Bộ cả hai chị cũng bưng tiền nữa hả? Bộ em nghi ngờ Phụng Ni Tô và bọn dây nặng lãi có quan hệ hả? Dĩ nhiên em tin Phụng Ni Tô rồi. Nhưng tại anh chưa thấy vẻ mặt của cổ hôm nay xanh lè luôn kìa. Em Hương cũng vậy, cũng chẳng cười nổi luôn. Bình thường em chỉ biết kêu họ có gì nhớ báo với em, nhưng em biết rồi cũng vô dụng thôi. Em đâu có giúp được gì cho họ đâu. Uổng công họ kêu em là chị hai. Khờ quá. Bình thường chuyện nhỏ thì em giúp được thôi, lần này là chuyện lớn như vậy đâu có giống. Nhưng em lo nhất là tên đòi nợ đó kêu Phụng Ni Tô thu nhận món nợ lớn như vậy, cũng không biết là có nguy hiểm gì không. Không được, lần sau em phải đi chung với họ mới được. Nè, em đừng có làm như vậy nha. Bộ em tưởng mình là chị hai thiệt sao? Bọn cho vay nặng lãi đó chẳng có ai là người tốt đâu. Dù cho em có đi theo cũng đâu có giúp được gì. Thì em nghĩ có thêm một người thì thêm phần tiếp ứng thôi. Anh thiệt là không hiểu. Chỉ xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lại không nói cho chồng của chị biết chứ? Em ấy chính là không muốn má Chu và chồng của mình biết. Anh đó, nhớ đừng có nói ra ngoài nha. Em không muốn Phụng Ni Tô xảy ra chuyện. Anh cũng không muốn em xảy ra chuyện đâu. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh. Anh sẽ có cách giải quyết mà. Anh hỏi tôi cho anh mượn tiền hả? Anh cũng biết mà, vợ tôi thiếu nợ lãi cao của người ta. Lần trước đó, cũng may là có anh giúp tôi đuổi bọn người kia đi. Ai dè mấy ngày trước họ lại tới đòi nợ. Ý anh nói là hai tên đòi nợ đó lại tới gây sự hả? Vậy thì tôi không biết. Lần này họ chỉ gọi điện thoại tới. Nhưng mà vợ của tôi nói tiếng của họ nghe kỳ lắm. Hình như là đang dùng máy đổi giọng đó. Máy đổi giọng? Ban đầu tôi dự định hỏi công ty cho ứng nửa tháng lương, giúp vợ của tôi trả nợ kỳ đầu trước. Ai ngờ đúng lúc giám đốc phòng nhân sự xin nghỉ phép dài hạn. Đột nhiên như vậy chẳng biết kiếm đâu ra đủ số tiền. Thật ra anh còn thiếu bao nhiêu tiền? Tôi cho anh mượn 10.000 đủ không? Đủ, quá đủ luôn. Tôi cũng còn chút tiền dành dụm mà. Nè anh Bôn à, lần này cảm ơn anh nha. Khờ quá, anh em với nhau nói mấy câu này làm gì? Hai tên đòi nợ đó tính nhận tiền bằng cách nào? Nè nói ra thì kỳ lắm. Họ chỉ kêu vợ của tôi mang tiền tới thẩm mỹ viện đưa cho chị Chu, kêu chị Chu thu giùm đó. Sao kỳ vậy ta? Anh Bôn à, anh nói có nên báo cảnh sát không? Mà lỡ như bọn cho vay nặng lãi đó biết tôi báo cảnh sát, sợ làm hại vợ của tôi thôi. Không cần báo cảnh sát đâu, mất công kinh động tới cảnh sát. Để coi sao đã. Nói cũng phải. Ây da, chết rồi. Tôi có hẹn ăn cơm với vợ mà quên mất. Tôi phải về nhà thôi. Anh à, anh nhớ gửi số tài khoản của anh cho tôi. Sáng mai tôi gửi tiền cho anh được không? Cảm ơn anh nha. Về trước nha. Thiệt ngại quá. Bye bye. Bye bye. Được rồi, kể xong 3 con heo, con nhớ đi ngủ nha. Ok, bye bye. Không ngờ cô dì Lưu Liên Hương mà phản bội chính mình. Anh nói gì đó? Cô còn nhớ mình là cảnh sát làm dùng hay không? Tôi chỉ nhớ chuyện mình nên làm thôi. Còn nữa nha, tôi đâu có phải là vợ của anh thật đâu. Cần gì phải giải thích với anh nhiều vậy? Tôi nói cô biết vụ án này ngày nào chưa xong cô vẫn là vợ của tôi. Cô đừng có làm bậy đó. Hy vọng đúng lúc anh cũng đang điều tra vụ án này. Cứu giúp các cô ấy. Đợi lâu như vậy rồi, bọn cho dây đó rốt cuộc cũng chịu chui ra. Sếp nó coi gã cho dây đó là ai đây? Không lẽ đúng là chồng trước của Lưu Liên Hương hay sao? Chúng tôi đang điều tra tẩy của Đặng Đại Thời rồi. Chứng thực được anh ta chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi. Chắc không có liên quan tới tập đoàn cho dây nặng lãi đâu. Nè, dù gì giờ đây Lưu Liên Hương và Hồng Đặng Đặng đã thoát khỏi hiềm nghi. Kẻ đáng ngờ còn lại chính là Tô Phụng Ni. Hơn nữa nha, bọn cho vay nặng lãi chọn thẩm mỹ viện của Tô Phụng Ni để mà thu tiền nợ. Nói vậy tức là không chừng cổ và tập đoàn cho vay nặng lãi có quan hệ đó. Nè, đánh tiếp đi. Mà lâu nay á, tôi cũng quan sát Tô Phụng Ni, cổ đơn thường lắm đó, không giống như có liên quan tập đoàn cho vay nặng lãi. Phải, tôi cảm thấy nhìn cổ giống bị tập đoàn vay nặng lãi lợi dụng mới đúng á. Bài đây, ơi tới rồi hả? Toàn màu nha. Không phải chứ, lại là tôi bị hả? Sao sếp nói mình đánh bài dở lắm mà. Tôi không giả ngay làm thỏ con, làm sao gạt được mấy đứa chứ. Tôi biết giả này, Tô Phụng Ni cũng biết làm như vậy, có đúng không? Mà thật ra lần trước ở nhà hàng, tôi cũng thấy cổ lén lén lúc lúc chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Sếp Ô à, thật ra tôi cũng rất muốn vừa chơi vừa bàn vụ án cao siêu, nhưng mà hình như bài của sếp ngắn hơn thì phải. Tôi làm như vậy là cố tình. Có nhìn thấy đây là cái gì hay không? Đó chính là con gà. Gà tức là Phụng. Tôi giấu đi một con bài chính là muốn nhắc nhở mọi người vụ án lần này chúng ta phải tập trung vào Phụng. Nếu muốn thắng bài thì ráng mà canh chừng cổ cho kỹ đi. Tóm lại từ giờ trở đi, qua bên đó phải giám sát chặt chẽ Tô Phụng Ni, có hiểu chưa? Yes sir. Sếp Bảo à, vậy còn tôi? Anh dĩ nhiên phải canh chừng ba của sếp La. Chả may á, ổng phá hư chuyện của chúng ta thì sao? Nhớ phải theo cho sát đó. Ổng đi tới đâu anh cũng phải theo tới đó. Vào nhà vệ sinh anh cũng phải vào. Yes sir. Chỗ của cô có phải có cái gì làm đẹp bằng dừa dưới biển Bhutan không vậy? Phải đó. Chị muốn chụp bao nhiêu? Được chọn sao? Là 8.000 đó, đếm cho kỹ đi. Cho một sản phẩm làm đẹp bằng cát của biển Bhutan đi. Thiệt ngại quá. Chị cần cát biển hay dừa biển? Dừa biển đó. Nói sai có chút xíu thôi mà. Có cần chết người không? Sản phẩm làm đẹp bằng dừa biển Bhutan, vậy mà cũng nghĩ ra được. Phụng đi Tô. Nè, hồi nãy nghe khách của cô nói cái gì mà sản phẩm làm đẹp bằng dừa biển Bhutan hả? Đồ mới phải không? À, tôi cũng muốn thử. Vỏ apple cũng dính hả? Vậy chị muốn bao nhiêu? Nhiều nhất có thể mua được bao nhiêu? Wow, chuyện này phải coi mình tự chọn thôi. Không phải có giá sẵn rồi sao? Cái làm đẹp gì đó đâu có hợp với chị. Tôi có sản phẩm làm đẹp hiệu da cá nè, hợp với chị hơn đó. Vậy hả? Nhưng mà hồi nãy tôi nghe sản phẩm làm đẹp bằng dừa biển của Bhutan cũng được lắm đó. Cho tôi thử một chút đi. Chị tin tôi đi. Hay để tôi cho chị thử sản phẩm đắp bằng da cá nha. Nếu chị thấy ok thì lần sau tôi ủng hộ cũng được. Được đó. Giờ làm có được không? Vậy thì không được. Tôi có hẹn với khách rồi. Lần sau đi ha, lần sau tôi làm cho chị. Được thôi. Chà, hai phòng thôi cũng bán gần 5.900.000. Phải chi hồi đó mình mua nó thì bây giờ phát tài rồi. Nè anh Dương à, tôi đưa giá ưu đãi cho anh rồi mà 4.900.000. Phải. Tôi nói sao à, anh Trần. Sao thấy tôi quay đầu bỏ chạy vậy? Làm gì có chứ ông La. Tôi vừa nhớ là phải mua chút đồ thôi mà. Tôi tới tìm anh là muốn hỏi anh. Sao? Bà cụ dãy nhà thế nào rồi? Có Dỗ Ngọt từ bả bán căn hộ cho tôi hay không vậy? Nè thật ra 1 tháng rưỡi trước á, bà cụ bị trúng gió qua đời rồi. Thật hả? Nè nhưng mà lần đó đúng lúc tôi xin nghỉ phép dài hạn, đi làm lại mới biết bà thôi. Bà qua đời rồi hả? Đúng là tốt thiệt mà. Xin lỗi nha. Ý của tôi là không may lần này tôi không cứu được bà rồi ha. Vậy bà ăn nghỉ đi ha. Nè, vậy thì bà cụ đã qua đời rồi, tôi có thể mua lại căn nhà đó chưa? Là gì? Ngay sau đó con trai bà cụ đã bán căn hộ cho người khác. Cái gì hả? Bán rồi? Nè, bà cụ ở căn hộ mà bà muốn mua lúc trước đã qua đời rồi. Vậy sao? Khổ nổi cái anh Trần đó nghỉ phép, còn nói là ngay sau đó con trai của bà cụ đã bán cho người khác rồi. Chắc tại bà không có duyên với căn hộ đó rồi. Theo bà thấy đây là sự thay đổi. Trước kia bà cụ sống lâu nên có tình cảm không chịu bán thôi. Bây giờ là chủ nhà mới mua thôi mà. Nói thật nha, căn hộ đó cũng 20 mấy năm rồi. Bà không tin đưa thêm mấy trăm ngàn người ta không chịu bán. Nè thằng khỉ à, mau đón taxi tới Cửu Long Thành, hai cha con chúng ta cùng nhau thuyết phục. Nè không được đâu bà ơi, cả ngày hôm nay con bận dữ lắm. Thôi bà tự lo đi nha. Chị đi nha, bye bye. Thằng khỉ à, đúng là thằng khỉ mà. Thiệt ngại quá, tôi quá đường đột. Cho hỏi chị có phải là chủ nhà mới của căn hộ này hay không vậy? Suminasen watashi wa wakarimasen. Cô là người Nhật hả? Konnichiwa. Cô ngủ. Sumimasen hontoni wakarimasen. Watashi muốn mua lại nhà của cô. Tôi có thể trả giá cao. Sumimasen watashi wa itadisu. Chotomate. Đây. Nếu như cô muốn bán có thể gọi điện cho tôi. Cứ gọi tôi là Watashi. Con trai của tôi Ichiban. Có gì nhớ gọi cho tôi nha. Sayonara. Hey. Sayonara. La Bạch. Alo. Sao đây? Tiền thu đủ chưa? Tôi đã thu đủ rồi. Tôi làm theo lời của anh dặn, bỏ vào hộp sô-cô-la rồi đó. Hôm nay 4 giờ rưỡi, cô tới công viên Hán Khẩu, bỏ hộp sô-cô-la vào một thùng rác có dấu gạch chéo màu đỏ, rồi sau đó lập tức đi ngay cho tôi. Cô biết chưa hả? Biết rồi. Trời, tiền rồi. Mình quên mua khẩu trang rồi. Phụng Ni Tô. Apple, đi đâu gấp vậy? Tôi còn tính nhờ chị giúp tôi đắp mặt nạ da cá nè. À, có khách gọi cho tôi tới nhà làm cho khách. Lần sau tôi đắp cho chị nha. À, không làm phiền chị nữa. Bye bye. Sếp U, tôi nghi ngờ hiện giờ Tô Phụng Ni đang đi giao hàng. Hey, người ta thì gọi cả đội đi hành động, tôi thì gọi người tới hút rác. Ai biểu mình là luôn đen đuổi, không làm đại sự thì cống hiến thôi. Cô ông à, cô ông. Cô ông à, cô không được khỏe hả? Chắc là cảm nhẹ thôi. Tôi tới phía trước mua khẩu trang, mắc công lây cho người ta. Ai mà kỳ cục vậy chứ, nhã xin gâm tùm lum vậy nè. Ở dưới đất dơ lắm, tôi cầm giúp cô. Không sao, không sao. Được cái sáu. Được rồi. Đau quá. Đâu có đè trúng cô đâu. Chân của tôi. Tình hình sao rồi? Phụng Ni Tô mới đi vào trỏng, tôi thấy cổ đang ngồi đó, hình như đang đợi ai, với lại hộp tiền ở trong túi cổ để trong hộp sô-cô-la. Rất có khả năng cổ đang đợi tập đoàn vay nặng lãi tới thu tiền. Anh Tinh, anh nhớ quay lại mọi hành động của cổ. Yes sir. Anh Xuân Comen, hai người giám sát ở các lối khác, tôi muốn họ có cánh cũng khó thoát. Yes sir. Hành động cây táo lần này cuối cùng cũng có thu hoạch rồi. Người cũng không có, cô đứng đó làm gì? Sao cô lại bỏ tiền vào thùng rác chứ? Sếp U, chúng ta có cần đi theo cổ không? Chúng ta đã quay lại cổ bỏ hộp tiền vào thùng rác. Nếu trong hộp đó thật sự là tiền nợ của bọn cho vay nặng lãi, đoạn phim này chính là chứng cứ. Sếp U, bên chúng tôi có con sâu đang đi vào đây. Thì ra là một con mọt sách. Alo. Phải. Tôi đã. Hả? Tôi quay về lấy ngay. Là lần trước tôi tới thôn của chị, có một chút hiểu lầm với một chị ở đó, cho nên tôi tính tìm lại chị để nói câu xin lỗi đó mà. À, chị hả? À, hình như chị tên Má Chu đó. Anh viết lại giùm em. Ok. Thôn Thuận Phong, tòa nhà Thuận Thủy 1407, đúng chưa? 1407, ok. Chị hay quá, chị Mai à. Chị đúng là không hổ danh sổ tay của thôn Thuận Phong. Nè, cảm ơn chị nha, lần sau mời chị uống trà ha. Ok, bye bye. Cuối cùng cũng tìm ra được bạn hợp xướng của em hả? Sếp U, bên đây lại có một con sâu khác lại chạy vào nè. Hành động. Yes sir. Tô Phụng Ni đột nhiên quay lại. Mọi người mau tìm chỗ núp đi. Nè, dừng xe. Bà qua, không được đâu, xe phía sau chạy sát lắm, không dừng xe được đâu. Tô, Tô Phụng Ni và nhân viên quét dọn làm trò gì vậy? Chẳng lẽ hai người đó trở mặt nhau? Sao đột nhiên Tô Phụng Ni lại lấy hộp sô-cô-la vậy? Anh Tinh thử xuống hỏi nhân viên quét dọn rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Yes sir. Anh Superman, lập tức quay về thôn Thuận Phong chờ lệnh. Anh An lái xe đi theo Tô Phụng Ni. Yes sir. Alo. Sao hả? Lấy lại hộp tiền chưa? Lấy lại rồi. Cô giữ cho kỹ giùm tôi. Sau này tôi sẽ gọi cho cô kêu làm sao. Nhưng tôi sợ mấy con nợ tới hỏi tôi đưa tiền cho anh chưa. Vậy biết tính sao? Thì cứ nói đưa rồi đi. Ừ, tôi không biết nói dối đâu. Tôi sợ bị bẫy mánh đó. Không biết nói cũng không sao. Cô để cho người khác biết chuyện này á, chỉ khiến cho họ gặp nguy hiểm mà thôi. Nếu cô dám tiết lộ nửa lời á, tôi sẽ không bảo đảm thẩm mỹ viện của cô không bị người ta đốt sạch, mà chồng cô á đi cầu thang không chừng bị người ta đụng trúng. Còn nữa nha, chồng cô á nếu đi xe trực tuyến không chừng sẽ bị nổ banh xác đó, cô biết chưa? Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu. Thử nói coi cô đang làm trò gì, cực khổ mang tiền tới công viên rồi lại quay đầu mang tiền trở về thẩm mỹ viện giấu tiếp là sao? Rất có khả năng tập đoàn dây nặng lãi phát hiện chúng ta theo dõi Tô Phụng Ni mới quỹ giao dịch đột xuất. Sao cũng được, Tô Phụng Ni vẫn đang là đối tượng khả nghi nhất. Hai người phải tiếp tục giám sát cô ta. Yes sir. Sao mà trả lời cùng lúc vậy? Coi bộ hai người đúng là càng ngày càng hiểu nhau ha. Chẳng trách lúc nãy hai người ôm chặt quá trời, giả làm cặp nhân tình qua mặt Tô Phụng Ni luôn. Khùng điên, làm gì có chuyện đó. Đúng là hợp nhau quá nha. Tuy hôm nay không thu hoạch được gì, nhưng mà hành động cây táo của hai người cũng coi như có chút thành tích. Thần kinh. Ê trời ơi, điện thoại của Apple không có gọi được. Ê, chắc là con gái đang làm việc nên tắt điện thoại rồi. Em khẳng định người hồi nãy em thấy là Apple hả? Anh không nhìn thấy thôi. Khuôn mặt của cô gái đó y chang Apple nhà mình vậy đó. Ê, chắc là người giống người thôi. Với lại từ nhỏ tới lớn em dạy con rất biết quy củ. Con nó đâu thể nào đứng giữa đường mà ôm con trai để hôn chứ. Nè, lên xe đi, nhanh lên. Nè, con bỏ nhiều muối làm gì vậy? Tính mặn chết má hả? Con biết bán huyết áp cao mà. Con lỡ tay thôi. Em sao vậy? Sao hôm nay thất thần quá vậy? Không, chắc tại em mệt thôi. Thôi về đi, để anh giúp má nấu cho. Em ra ngoài nghỉ ngơi đi. Nếu con thấy mệt thì ra ngoài nghỉ chút đi. Ra ngoài đi. Cảm ơn má. Hai, chào mọi người. Cho hỏi anh chị có phải là họ Chu không? Hai, chị tới đây làm gì? Lại tính đổ thừa tôi làm bể đồ hay tính giành đồ với tôi? Không phải. Lần trước là lỗi của tôi. Thiệt ngại quá. Lần này tôi cố tình tới xin lỗi chị đó. Hay là vào trong nhà ngồi rồi từ từ nói ha. Hay quá. Ông qua bà qua mời uống trà. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Dạ không có gì. Má Chu à, đây là chút thành ý của tôi. Anh à. Chị Chu nè, vợ của tôi cố tình mang tặng chị đó. Chỗ của tôi nhỏ như vậy, mang vỏ trái cây to như vậy, chỗ đâu mà để. Má của tôi thích nói đùa lắm. Cảm ơn hai bác nha. Cảm ơn. Phải rồi em nè. Sao em nói là có món đồ muốn đưa cho chị? Phải đó. Má Chu à, cuốn băng này tôi tặng lại cho chị nè. Thật ra thì tôi cũng có hát nhạc kịch đó. Mà có lần tôi có từng nghe Phiêu Hồng, tức là má Chu chị đó, từng nghe chị hát. Wow, đúng là hát hay lắm. Hát rất là chuẩn giọng, lại ngọt nữa. Tôi thích lắm đó, tôi thật sự rất thích. Lần trước tôi tới thôn Thuận Phong, thật ra là có ý tới tìm chị đó. Đó, bộ ấm trà đó, vốn dĩ tôi tính mang tặng chị làm quà ra mắt. Ai ngờ nó bị bể hết rồi. Tôi thật sự rất coi trọng chuyện này, cho nên mới nổi giận với chị thôi. Mà lúc đó tôi đâu có biết má Chu chính là chị Phiêu Hồng đâu. Nhưng mà nói gì thì nói cũng là lỗi của tôi. Thiệt ngại quá, cả hai lần gặp tôi đều cãi với chị. Xin lỗi chị nha, thiệt ngại quá. Chị Chu nè, thật ra vợ của tôi rất có thành ý tới xin lỗi chị đó. Phải đó, phải đó. Má ơi, chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà. Phải đó má luôn dạy con làm người phải rộng lượng mà. Con có cần đánh vòng nói má nhỏ mọn không hả? Chị Hoa, thiệt ngại quá, thật ra lần trước tôi cũng có lỗi mà. Cái băng này tôi không khách sáo nữa, tôi nhận nó nha. Hay quá, hay quá, vậy thì tốt quá rồi. Thật ra thì má Chu à, tôi còn có một thỉnh cầu nữa nha. Bên trung tâm nhạc kịch của chúng tôi có hội nhạc kịch kỷ niệm ngày thành lập. Tôi rất muốn mời chị tái xuất giang hồ, hợp xướng với tôi, cùng hát một bài nha, có được không? Không được. Thật ra má con lâu rồi cũng không có hát. Ý tốt của bà Hoa con xin nhận. Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. Thời gian cũng không còn sớm, không làm phiền mọi người ăn cơm. Không phải đâu, tôi thật sự uống trà nha. Tôi có thành ý thật thôi. Mà chị suy nghĩ lại đi nha, được không? Chúng tôi đi đây. Cảm ơn nhiều quá. Cảm ơn cậu nhiều. Cảm ơn nhiều. Sao chưa chị anh kéo em về chứ? Em còn chưa nói xong mà. Thì người ta cũng tha thứ cho em rồi. Còn nữa nha, em nói chị Phiêu Hồng đó là cao thủ mà. Muốn mời cao thủ tái xuất dễ như vậy sao? Vậy tức là sao? Thì giống như là Lưu Bị vậy, 3 lần tới thăm nhà. Chị trời, con gián kìa. Anh ơi, có gián kìa, gián. Apple. Hai vợ chồng anh vậy có cần ân ái vậy không? Hai vợ chồng